tâm thức mình lại tiếp thu vô là cùng đá với cái tâm thức tâm thức tâm thức tâm thức thì cho tiếp là bây giờ gặp tâm thức lên bây giờ cái gì này
sườn nó ướp rất là thơm ngon, chả trứng bì đầy đủ, cơm siêu nhão, những người mới nhổ răng ăn rất là ngon. Ai mới nhổ răng thì cứ vô đây ăn cho không bị đau răng. Hôm nay nhà hàng có cái deal đặc biệt, mua 2 tặng 1. Một hủ tiếu Nam Giang hoặc là cơm tấm bì chả sẽ được tặng thêm một món cơm gà. Quá ngon. Mới ăn phân nửa đĩa mà đã no rồi các bạn. Người đẹp cho xin ly nước đá lạnh nha người đẹp. Một ly thôi. Cảm ơn mọi người.